đừng bao giờ đỗ xe lung tung. Tên hung thủ giết người hàng loạt này chiếm chỗ đậu xe của Hyukmore. Khi hắn ta chuẩn bị lái xe rời đi thì nhìn thấy Đờm trên kính xe, vì vậy hét lên với Hyukmore. Đờm này là do anh nhổ à? Hyukmore nghe thấy thì liền tức giận, đã chiếm chỗ để xe của tôi mà lại còn lắm lời. Hyukmore để lộ ra cánh tay cơ bắp và đi đến bên cạnh xe của hắn ta, lại tiếp tục khạc Đờm vào kính xe của hắn ta, một tay ấn vào cửa xe. Có tin là tao đấm vỡ mồm mày không? Tên sát nhân hàng loạt nhìn thấy hình xăm trên tay Hyukmore thì lập tức sợ hãi không dám nói gì nữa. Hyukmore nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay của hắn thì liền chế giễu. Còn có sẹo cơ à, toàn thân toàn mùi thối, cũng không thèm tắm hay sao? Tên sát nhân hàng loạt không dám nói câu nào, nhanh chóng lái xe rời đi. Vì sự bá đạo này của Hyukmore, các bạn nhớ ấn like nha. Sau đó chuyện này coi như đã được giải quyết. Nhưng những chuyện đáng sợ hơn nhiều vẫn đang diễn ra. Trong một khu phố nhỏ ở Seoul liên tiếp xảy ra án mạng, cứ 10 ngày lại có một người bị giết, hầu hết nạn nhân đều là phụ nữ, hoặc là chặt xác cho vào tủ lạnh, hoặc là nhét vào vali vứt ở nơi hoang vu, cách thức gây án vô cùng tàn nhẫn. Nhưng kẻ sát nhân khốn nạn có nằm mơ không ngờ được rằng, một tờ hóa đơn tiền nước cao ngất ngưởng lại là manh mối chính để cảnh sát phá án. Kẻ giết người liên hoàn này tên là Seung Hyuk, luôn ra tay với những người phụ nữ ở khu vực lân cận. Lần này hắn ta để mắt đến cô bé Jeo Seon ở tầng trên. Hôm đó khi vừa tan học thì bên ngoài trời mưa rất to, mà mẹ kế của Jeo Seon vốn sẽ đến đón cô bé, nhưng vì một lý do nào đó mà không đến được, Jeo Seon chỉ có thể đội mưa một mình đi về nhà. Seung Hyuk từ từ lái xe đến, sau đó hạ kính cửa xe xuống và nói rằng, đây không phải là Jeo Seon sao, mau lên xe đi, nhanh lên, mưa to như thế này, chú đưa cháu về nhà. Jeo Seon nhìn thấy là chú hàng xóm nên đã không nghi ngờ gì mà lên xe. Jeo Seon sống ở tầng trên, lúc vừa định đi lên lầu thì Seung Hyuk nói rằng, giúp chú cầm chiếc hộp một lát để chú mở cửa. Cô bé lịch sự đứng quay lưng lại, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, chỉ thấy Seung Hyuk từ sau lưng bịt miệng Jeo Seon lại và kéo cô bé vào bên trong, sau đó bị nhốt ở trong tầng hầm. Seung Hyuk có một thói quen rất biến thái, đó là mỗi lần trước khi gây án, hắn ta đều sẽ gọi một phần pizza để ăn cùng nạn nhân, đây chính là bữa tối cuối cùng. Jeo Seon ngã xuống đất cầu xin, cháu xin chú hãy thả cháu ra đi mà. Nhưng Seung Hyuk vẫn dửng dưng, sau đó Jeo Seon vẫn bị ức hiếp, thỏa mãn dục vọng biến thái của hắn ta. Chỉ nghe thấy tiếng búa đập, một phát, hai phát, ba phát. Một cô bé xinh đẹp cứ như vậy bị cho vào một chiếc vali màu đỏ và vứt ở một nơi hoang vắng, mà không một ai có thể ngờ rằng khi họ đang ngủ thì một cô bé đã bị sát hại. Seung Hyuk thuần thục cọ rửa vết máu trên sàn nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hôm đó, ông bảo vệ Jae-eun lại tìm đến nói rằng anh ta vứt rác mà không phân loại nhưng anh ta không chịu nhận. Ông ta liền trực tiếp mở túi rác ra, chuẩn bị lấy thứ ở bên trong ra. Seung Hyuk chợt nhớ ra bên trong là đồng phục của cô bé Jeo Seon bị sát hại. Nhưng đã quá muộn rồi, Jae-eun sững sờ khi nhìn thấy tên trên áo đồng phục. Đây không phải là áo của Jeo Seon sao? Jae-eun cảm nhận được nguy hiểm nhưng cũng đã muộn rồi. Seung Hyuk mở cửa đi ra như thần chết và đập một búa xuống. Jae-eun lập tức đi chầu Diêm Vương. Nhưng đây là cầu thang, thi thể có thể kéo vào nhà. Nhưng những vết máu trên tường và bậc cầu thang thì phải làm sao đây? Seung Hyuk nghĩ ra một cách, hắn ta cố ý đập vỡ chai rượu vang đỏ để che đậy. Hắn ta vừa giả vờ nghe điện thoại, vừa xử lý máu ở trên sàn. Lúc này người phụ nữ ở tầng trên trở về, khi nhìn thấy vết máu cô vô cùng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy chai rượu vỡ dưới đất thì mới từ từ bình tĩnh lại. Đúng lúc này đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, đây rõ ràng là chuông điện thoại của Seung Hyuk. Người phụ nữ không muốn nhiều chuyện nên đã thận trọng đi lên lầu, nhưng cô không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người hàng xóm ở tầng dưới lại chính là hung thủ giết hại con gái của cô. Người phụ nữ đang thái rau thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, một cô gái ướt sũng từ từ đi về phòng của mình. Người phụ nữ sợ hãi đến mức không dám quay đầu lại, vì người bước vào không phải là người, mà là con gái của cô, Jeo Seon, mấy ngày trước đã bị giết hại, rồi nhét vào trong chiếc vali màu đỏ vứt ở nơi hoang vắng. Hung thủ chính là người hàng xóm ở tầng dưới. Mà mỗi lần chặt xác xong, Seung Hyuk đều phải dùng rất nhiều nước để làm sạch hiện trường gây án, vì vậy tiền nước của anh ta nhiều hơn gấp mười mấy lần những nhà khác. Điều này đã thu hút sự chú ý của ông bảo vệ rong rốc, vì vậy ông đã gọi điện cho Seung Hyuk nói rằng muốn kiểm tra hệ thống ống nước. Chiếc điện thoại để ở mép giường và nó bị rơi vào trong vali, nhưng Seung Hyuk không thể quan tâm đến nó, vì lúc này anh ta đang nói chuyện với quản lý tòa nhà, bà ấy bắt anh ta tham gia cuộc họp của các hộ gia đình. Seung Hyuk thấy bà ta chỉ có một mình nên định tấn công từ đằng sau, không ngờ bà ta lại nói, tôi đang ở nhà 102, đây cũng coi như là đã thoát được một mạng. Quản lý tòa nhà vừa đi thì rong rốc lập tức đến nhà kiểm tra, ông ta khăng khăng muốn kiểm tra tầng hầm. Vừa xuống đến nơi, ông đã nhìn thấy những chai thuốc khử trùng trên mặt đất, quả nhiên ở gần cống thoát nước ông nhìn thấy tóc và máu chưa được xử lý sạch. Rong rốc lập tức nghĩ ngay đến những vụ án mạng xảy ra gần đây, và sự mất tích của đồng nghiệp Jae-eun chắc chắn là có liên quan đến người này. Rong rốc sợ đến nỗi không dám quay đầu lại, lúc này Seung Hyuk đang ở đằng sau đang từ từ lấy hung khí ra chuẩn bị ra tay. Chỉ thấy rong rốc lấy từ trong túi ra một cái vặn ống nước, cầm chặt trong tay. Seung Hyuk sợ hãi và cuối cùng cũng không dám ra tay, nhưng hắn ta biết rằng thân phận của mình đã bị bại lộ, và phải rời đi càng sớm càng tốt. Rong rốc run rẩy quay lại phòng nghỉ nhưng lại không dám báo cảnh sát, bởi vì ông ta cũng đã từng giết người. Chính là vào 15 năm trước, ông ta đã vô tình giết chết đồng nghiệp và đã bỏ trốn kể từ đó.
mà luật ở Hàn Quốc, bất kể tội gì thì chỉ cần qua 15 năm thì sẽ không bị truy tố nữa. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là ông sẽ được tự do rồi, nên ông không muốn nhúng tay vào chuyện này. Khi từ tầng hầm trở lại, Seung Hee-uk phát hiện chiếc điện thoại đã bị khóa trong vali, nhưng anh ta đã quên mất mật khẩu không thể mở ra được. Đang định đi ra ngoài tìm người bán vali hỏi mật mã, nhưng anh ta đã sợ hãi quay lại vì nhìn thấy một cô bé giống hệt Jeo Seon, người đã bị anh ta giết hại. Cô bé này tên là So-eun, là con gái của quản lý tòa nhà, thường xuyên đem cơm đến cho rong rộng, ông coi cô bé như con gái của mình. So-eun còn nhiệt tình giúp Hee-uk Mo lùi xe. Hôm nay tình cờ So-eun giúp đỡ người phụ nữ trên tầng, rồi có lên nhà cô chơi, nhưng khi So-eun vừa rời đi, thì Seung Hee-uk đã dùng ánh mắt biến thái nhìn sau lưng cô bé. Lúc này hắn đã có ác ý, nhưng tất cả những điều này đã bị người phụ nữ chú ý. Seung Hee-uk đến cửa hàng bán vali, ông chủ vừa nhìn thấy hắn ta thì bắt đầu sợ hãi đến mức không nói nên lời. Vì người này thường xuyên đến mua vali, ông chủ có ấn tượng sâu sắc với anh ta. Ông ta nhìn thấy trên TV, chiếc vali để xác nạn nhân giống hệt với chiếc vali mà ông ta đã bán, nên đã hoài nghi Seung Hee-uk, nhưng ông ta nhát gan chỉ nói với Seung Hee-uk, mật mã của vali tôi cũng không nhớ. Seung Hee-uk nhìn ra sự lo lắng của ông chủ, chắc là cũng phát hiện ra thân phận của mình rồi. Anh ta mượn điện thoại của ông chủ gọi điện thoại cho Hee-uk Mo, sau đó bắt ông chủ nhốt trong tầng hầm. Giống như những lần gây án trước, Seung Hee-uk lại gọi một phần pizza. Nhân viên giao hàng vừa ra khỏi cửa nhìn thấy đồng tiền dính đầy máu, kết hợp với tin tức nói rằng kẻ sát nhân cứ 10 ngày lại giết một người, trùng hợp tên Seung Hee-uk này cũng cách 10 ngày lại gọi pizza. Toang rồi, đây có thể chính là hung thủ giết người. Anh ta trèo lên cửa sổ nhìn trộm, suýt nữa thì bị Seung Hee-uk phát hiện. May mà Jong-jok kịp thời xuất hiện dùng đèn pin chiếu vào Seung Hee-uk, mới giúp anh chàng giao hàng thoát được một mạng. Sau đó, Seung Hee-uk nghĩ ra một kế hoạch giết người hoàn hảo. Seung Hee-uk lừa Hee-uk Mo ra gặp hắn vào ban đêm, sau đó chĩa gậy vào người anh ta bắt đầu khiêu khích, anh đã từng giết người chưa? Hee-uk Mo sao có thể nhịn được, đấm một phát Seung Hee-uk liền ngã xuống đất, sau đó túm lấy tóc của hắn ta, dùng hết sức đập vào tường. Sau vài cú đập, Seung Hee-uk bắt đầu hoa mắt. Nhưng Hee-uk Mo vẫn chưa xả hết cơn tức giận, nhặt cái gậy dưới đất lên đi đến đánh tiếp. Seung Hee-uk liền ôm chân anh ta cầu xin tha mạng, tôi sai rồi, tôi không dám như vậy nữa. Seung Hee-uk chủ động để bị đánh, rốt cuộc là tại sao? Hóa ra hắn ta đang lên kế hoạch cho một âm mưu lớn, đó chính là giết tất cả mọi người rồi đổ tội cho Hee-uk Mo. Hắn ta gắn cán sẻng vào đầu sẻng và để điện thoại di động của ông chủ tiệm vali vào trong một chiếc vali. Bằng cách này, cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại của ông chủ và dấu vân tay trên hung khí đều chỉ vào Hee-uk Mo. Quả nhiên ngày hôm sau, Hee-uk Mo đã bị cảnh sát bắt. Sau đó, Seung Hee-uk quyết định giết So-eun, bởi vì cô bé trông rất giống Jeo Seon, giống như là Jeo Seon sống lại, hắn ta muốn tự tay giải quyết cơn ác mộng này. Seung Hee-uk gọi điện cho quản lý tòa nhà, nói dối rằng sẽ tham gia cuộc họp các hộ gia đình, mà còn hẹn vào lúc 10 giờ để bà ta không có thời gian đi đón con, tạo cơ hội cho hắn ta gây án. Đây lại là một đêm mưa, So-eun tan học một mình đi về, mẹ cũng không đến đón cô bé, mà Seung Hee-uk lái xe đi theo đằng sau tìm kiếm cơ hội. Nhưng hắn không ngờ người phụ nữ ở tầng trên lại đột nhiên xuất hiện, bởi vì cô hối hận lúc đầu đã không đến đón con gái tan học, điều này mới khiến cho Jeo Seon bị giết hại. Người phụ nữ sớm đã nghi ngờ hung thủ, không muốn So-eun lại bị giết hại, vì vậy cô cầm chiếc ô mà Jeo Seon thích nhất đi đến đón So-eun. Lúc này đột nhiên đường dây điện bị đứt, cả thành phố chìm trong bóng tối, người phụ nữ ôm So-eun dũng cảm đi qua đường, các phương tiện đang lưu thông trên đường buộc phải dừng lại. Đèn xe rọi vào bọn họ, tất cả ánh mắt của mọi người đều chú ý đến họ, Seung Hee-uk buộc phải từ bỏ kế hoạch, họ cuối cùng cũng được an toàn. Bây giờ cảnh quay lại tầng hầm, điện thoại trong chiếc vali đột nhiên vang lên. Đây cơ hội cầu cứu duy nhất của ông chủ tiệm vali, chân tay đều bị trói, ông ta nghĩ ra cách mở khóa rất kinh tởm, chính là dùng lưỡi để mở khóa, lấy được điện thoại, nhưng nó lại sắp hết pin, ở một giây cuối cùng đã gọi được đi, cứu mạng. Trùng hợp là người nhận điện thoại là nhân viên giao hàng, may mà anh ta nhanh trí, thông qua đơn hàng đặt đồ ăn, xác định vị trí của số điện thoại. Ở bên này, Hee-uk Mo đang ở sở cảnh sát để lấy lời khai, cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị hãm hại, vì vậy anh ta tìm đến cậu của mình. Hai người đổi quần áo, Hee-uk Mo trốn khỏi sở cảnh sát vội vàng quay trở về, chuẩn bị cho hung thủ một trận. Cảnh quay trở lại nhà Seung Hee-uk, hắn phát hiện chiếc vali đã bị mở ra, sau đó hai người bắt đầu đánh nhau, nhưng tiếc là ông chủ tiệm vali không phải là đối thủ của hắn, lập tức bị đâm một dao. Seung Hee-uk đổ dầu khắp tầng hầm, chuẩn bị đốt cháy tất cả. Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên, nhân viên giao hàng giả vờ đến giao pizza. Cánh cửa vừa mở ra, Jong-jok trốn ở đằng sau đột nhiên xuất hiện, Seung Hee-uk quá bất ngờ nên không phản ứng kịp. Nhân viên giao hàng ôm Seung Hee-uk lăn xuống cầu thang, điều này khiến cho hắn ta hoàn toàn phẫn nộ, sát khí của hắn ta vô cùng lớn. Tôi phải giết hết tất cả các người. Jong-jok và nhân viên giao hàng lập tức trở thành con mồi. Nhưng mà ác giả ác báo, đúng lúc này, Hee-uk Mo đã kịp thời xuất hiện. Tên khốn nạn này, chiếm chỗ đỗ xe của tao mà lại còn hãm hại tao à? Nghe nói mày biết giết người. Seung Hee-uk biết sự lợi hại của Hee-uk Mo, sợ hãi cầm dao găm lên. Hee-uk Mo đạp một cái Seung Hee-uk lập tức bay ra xa. Sau đó là cánh tay vạm vỡ phát huy tác dụng, một phát, hai phát, ba phát, lại đấm một phát thật mạnh, cằm của Seung Hee-uk lập tức bị đánh gãy. Jong-jok túm lấy cổ áo của hung thủ, truy hỏi tung tích của So-eun. Vì đã từng giết người nên ông ta đã bị ảo giác cho rằng So-eun đã bị giết hại. Jong-jok tức giận cầm chiếc búa ở bên cạnh lên đập mạnh xuống. Seung Hee-uk dùng búa giết người, cuối cùng lại bị chính chiếc búa lấy đi sinh mạng.
Ông chủ tiệm vali cuối cùng đã được cứu sống. Người phụ nữ đưa Soeun an toàn trở về tòa nhà. Nhìn mẹ con nhà Soeun đoàn tụ, nút thắt trong lòng người phụ nữ cuối cùng cũng được tháo gỡ. Hyuk-mo cũng đã xóa bỏ được nghi ngờ, tiếp tục hành tẩu trong giang hồ. Mà Jong-jok cũng xách hành lý ra đi chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy tiếp theo. Xem đến đây nhiều bạn sẽ thắc mắc, tên hung thủ này tại sao không lập tức giết ông chủ tiệm vali? Thật ra trong bộ phim cũng đã đưa ra câu trả lời, bởi vì kể từ sau khi Jeo Seon bị hắn giết hại, trong một tuần hắn ta liên tục nhìn thấy Jeo Seon đi từ dưới tầng hầm lên, sau đó đi lên tầng trở về nhà. Seung Hyuk bởi vì sợ nên ngày nào cũng nằm ngủ bên cạnh ông chủ tiệm vali. Bộ phim này nói với chúng ta rằng, cho dù có thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, thì cũng không thể thoát khỏi sự phán xét của lương tâm. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.